con đừng có khóc nữa, để mẹ đi mua kem cho con. Rola ơi, mẹ mua kem về cho con rồi đây. Wow, kem có ngon không mẹ? Có chứ con, kem này ngon lắm. Dạ. Mẹ mua kem sô-cô-la nè, kem sầu riêng nè, kem dâu nè. Con muốn ăn kem nào? Dạ con muốn ăn kem sô-cô-la. Con trai của mẹ, để bóc kem sô-cô-la cho con ăn nha. Kem này ngon lắm. Wow, em Lola sướng thế. Được dì mua kem cho ăn. Dì ơi, con cũng muốn ăn kem nữa. Kem này là dì mua cho em Lola thôi. Con lớn rồi ăn cái gì? Đi ra ngoài kia lau bàn ghế sạch cho dì đấy. Chùi chùi nhà cho sạch luôn nha. Dạ. Làm không xong là chưa phải ăn cơm đấy. Dạ. Mẹ bóc cho con trai ăn nha. Dạ. Thơm mùi sô-cô-la lắm con ơi. Kem gì mà đen thui thế, con không ăn đâu. Ngon lắm con ăn miếng đi. Không, kem đen thui con ăn đâu. Thôi được, thế con muốn ăn kem gì nào? Dạ con ăn kem sầu riêng. Kem sầu riêng của con đây, để mẹ bóc nha. Dạ. À, thơm sầu riêng quá. Hả? Kem này thôi đó, con không ăn đâu. Con làm cái trò gì thế Đô La? Kem sầu riêng thì phải nghe mùi sầu riêng chứ, thơm lắm. Con ăn thử một miếng đi. Không ăn đâu. Thôi thế được rồi, mẹ bắt kem dâu cho con ăn nha. Dạ. Wow, kem dâu này. Dạ. Thơm mùi dâu lắm con. Nè, ăn thử một miếng nè. Đó, thấy chưa? Ngon không? Kem dở quá, con không ăn kem này đâu, mẹ mua kem khác cho con đi. Thôi được rồi, con muốn ăn kem gì thì mẹ đưa con đi ăn kem nhé. Con ăn kem cá. Được, đi con. Dạ. Kem ngon thế mà em Đô La còn chê nữa. Đô La chê thì mình ăn. Wow, kem nhiều như thế này mà em Đô La không ăn. Không ăn thì để mình ăn. Mình xin gì mà gì không cho. Gì đúng là thiên vị thật. Bây giờ mình ăn nhé bạn. Thơm quá. Ngon quá. Ngon quá các bạn ơi. Ngon quá. Mình ăn kem dâu nữa nha bạn. Kem dâu ngon lắm. Ngon quá. A few moments later. Con vào ghế ngồi đi con. Dạ. Ơ nãy đi là hai mẹ con mình để ba cái kem ở đây đúng không? Con không biết nữa. Kiểu này là chỉ có thằng Vinh ăn chứ còn ai vào đây nữa. Dạ. Thôi để tí mẹ xử tội nó sao. Dạ. Đây, Đô La này, đây là kem cá cà xanh nè. Kem cá trân châu. Con ăn cái nào để mẹ bóc cho? Dạ con ăn kem cá trân châu. Ừ. Mẹ bóc cho con nha. Dạ. Wow. Nhìn con cá này con. Dạ. Ăn đi con. Ngon quá. Ăn đi. Ngon không? Ngon lắm ạ. Thôi bây giờ Đô La ngồi đây ăn kem cá đi để mẹ ra xem Vinh nó làm gì ngoài nhá. Nào. Công nhận kem ngon rồi đấy các bạn. Ăn 3 cây rồi mà vẫn thấy thèm. Ước gì có thêm cây kem cá nữa mà ăn. Ấy chà. Dạ. Còn đòi ăn kem cá đó hả? Dạ. Vinh, dì để 3 cây kem ở trên bàn á, có phải con ăn không? Dạ không phải đâu dì ơi. Con thấy kem chảy nước nên con bỏ vô trong thùng rác hết rồi. Nghe không? Dạ thì miệng á còn đầy kem kìa mà còn nói dối. Dạ. Thôi nè, thèm kem cá gì mua cho con kem cá trà xanh đây. Wow, con cảm ơn dì. Ăn đi rồi chăm chỉ làm việc thấy không? Dạ. Wow, kem cá ngon lắm đây. Thơm quá. Wow. Ngon quá. Ngon quá.